Chào anh em, thì hôm nay shop về được một lô bóng LED mini H4 mã là G2. Cái bóng này đang là làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Với cái dòng LED mini LED len này, chúng ta có thể gắn được cho mọi loại xe máy cũng như là mọi loại xe ô tô mà có cái đuôi là H4 hoặc là H7 anh em nhé. Bóng này đang có cái độ sáng và có độ hot nhất trên thị trường hiện nay. Và khi chúng ta khui hộp ra sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng của sản phẩm, sẽ là bảo hành trong vòng 1 năm anh em nhé. Và cái công suất của cái bóng này nó sẽ là 8.000 và 10.000 lumen, khi chúng ta bật mắt sẽ là 18.000 lumen, cực kỳ sáng. Đó. Thì cái bóng này chúng ta sẽ được tặng kèm một cái túi đựng những cái con ốc để chỉnh pha cao thấp này. Và cái bóng này của chúng ta đã được hoàn thiện bằng nhôm CNC cực kỳ là sắc sảo, với công nghệ giải nhiệt bằng quạt không chổi than, cực kỳ là hiệu quả và độ bền rất là cao. Bóng có sở hữu một bi 1,5 inch và chip LED code và chip LED pha. Khi chúng ta bật mắt nó sẽ là 18.000 lumen, cực kỳ là sáng. Bóng sẽ có các cái chế độ là chỉnh cao, chỉnh thấp, chỉnh nghiêng trái, chỉnh nghiêng phải, nên là cực kỳ là hữu hiệu cho anh em để gắn với những chiếc xe ô tô. Và có một số những cái loại bóng mà cùng tầm giá cũng như là có thể là cao cấp hơn mà không làm được cái điều này. Đó, bóng này cực kỳ là ngon, báo ngon cho anh em luôn. Giá thì anh em có thể là comment ở phía bên dưới ấy, mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em. Ở clip này ấy, thì mình sẽ test cho anh em cái bóng LED H4 mini LED len ở đây, có mã là G2. Đó, thì những cái sản phẩm này thì mình đã review đập hộp khui hộp các kiểu cho anh em rồi. Ở clip này thì mình sẽ so sánh độ sáng của cái chiếc bi LED mini LED len ở đây với cái chiếc SH của mình. Đó, chiếc SH của mình thì mình đang để đây. Hiện tại đằng trước rất là tối. Và bây giờ là mình sẽ test cái ánh sáng thực tế. Thì ở đây là mình sẽ không lắp vào pha anh em nhé. Mình không lắp vào pha và mình chỉ sử dụng là ánh sáng của cái phần top coat ở đây. Nó sẽ hắt vào cái bi này và mình sẽ chiếu. Và mình sẽ so sánh cái độ sáng của cái bóng này và cái chiếc xe SH kia. Thì cái chiếc xe SH thì anh em thì biết là cái phiên bản này của mình nó sẽ là đèn LED. Đó, thì mình sẽ chấp cái pha của con SH này là nó sẽ ở trong chóa. Thì cái ánh sáng nó được đưa ra nó sẽ được khuếch tán bởi cái chóa này. Nó sẽ tốt hơn là cái bóng bi LED kia. Nó chỉ có cái phần bi mình để bên ngoài, mình không cho vào trong. Đó, thì liệu là cái ánh sáng của cái phần bi kia nó có hơn được cái phần SH này không nhá. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành. Và hiện tại là mình đang bật bóng pha ở trên chiếc SH của mình. Thì anh em thấy là cái tay của mình tối om đâu. Ánh sáng là ánh sáng thực tế, mình không có nâng ánh sáng nhá. Quay như thế nào thì mình sẽ để nguyên như thế. Đây là ánh sáng code. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ code ở trên cái bóng bi LED mini G2 này. Đó, anh em thì thấy là ánh sáng dã man nữa. Đó. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha ở trên chiếc SH của mình xem là ánh sáng nó được đưa xuống mặt đường nó như thế nào. Đó, thì anh em thì thấy là mình đã bật ánh sáng pha ở trên cái chiếc SH rồi. Bây giờ là chế độ pha lẫn cốt của chiếc SH. Và ở trên cái bóng mini G2 này mình chỉ bật nguyên chế độ là cốt luôn, mình không bật pha. Đó, thì anh em thì thấy là ánh sáng nó mạnh gấp bao nhiêu lần. Cái đường ánh sáng này cắt rất là đẹp nhé. Đó, anh em thì thấy ánh sáng nó cắt rất là đẹp. Và mình có thể là soi xa hơn cái bóng pha của cái xe SH kia nhiều luôn. Mình soi ra tít đằng kia luôn. Đó, anh em thì thấy là nó gần như là cuối đường luôn. Về cái mặt ánh sáng này, cái độ rộng trải trong mặt đường này nó rơi vào tầm khoảng 15m, 15m gì đó. Anh em thấy nó rất là sáng đúng không ạ? Đó, đây là chiếc SH này. Ánh sáng của cái bi LED mini G2 này. Đó, mình tắt đi. Đó, ánh sáng của chiếc SH nhạt nhòa luôn. Thì có rất nhiều anh em muốn mình so sánh ánh sáng zin ở trên chiếc SH và cái bóng mini G2 này xem nó như thế nào. Ok, ông đi uống rượu về anh nhá. Đó, thì anh em thì thấy là cái độ sáng của nó dã man luôn. Đó, qua video này thì anh em thể thấy là cái độ sáng của nó như thế nào rồi. Anh em thì thấy là cái phần chip LED ở phần bên dưới này mình không bật nhé. Mình chỉ bật nguyên cái phần ở đằng trước này thôi. Ở phần trên này, nó chính là top coat. Mình để ở bên ngoài như thế này thì anh em thì thấy là cái độ sáng của nó như thế nào rồi. Mình soi vào tường này. Đó, anh em thấy cái đường cắt nó cực kỳ là đẹp. Có ánh xanh nhé.
ánh sáng của chiếc SH mình đã để chế độ pha. Và bây giờ là mình sẽ đá passing này. Đó, anh em để thấy là cái ánh sáng của cái bóng bi LED mini này cực kỳ là sáng. Đây là mình quay thực tế, do chất lượng phần cứng của cái máy quay nên là nó sẽ không như mắt người nhìn trên thực tế. Ở trên máy quay của mình thì nó sẽ tối hơn là mắt người trên thực tế. Và bây giờ là mình sẽ chụp so sánh những cái bức ảnh thì cái ánh sáng nó sẽ hoàn hảo hơn là khi mình quay như này anh em nhé. Ở cuối video thì mình sẽ cho những bức ảnh vào cho anh em coi. Và bây giờ là mình sẽ bật đèn ở bên chiếc Honda SH ở chế độ cốt. Đó, anh em thì thấy là nó cũng khá là sáng. Đây là mình đã lắp máy tăng sáng này nha anh em nhé. Ở trên thực tế thì ánh sáng của nó khá là sáng đó. Ở trên máy quay thì anh em nhìn thấy nó có vẻ hơi tối này thôi. Và bây giờ là mình sẽ bật pha. Đó, anh em thì thấy là chế độ pha của chiếc SH này. Chế độ cốt ạ. Chế độ pha. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ cốt ở trên chiếc Honda Vision này. Đó, thì anh em thấy là một trời một vực luôn, ánh sáng nó khác hẳn luôn. Đó, đây là mình sẽ đứng xa cho anh em coi. Một bên là Honda Vision lắp bóng H4G2 và một bên là SH 2019 lắp mạch tăng sáng, thì anh em thấy là lấn át hoàn toàn luôn cái chiếc SH này. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha của chiếc Honda Vision lên. Đó, anh em thì thấy là nó soi ra tít đằng kia, soi rất là xa. Từ đây ra phía tít đằng cái cột điện đằng kia nó rơi vào tầm khoảng 250m này. Đó, cái phần ánh sáng nó cắt như này thì cái người ngược chiều đi đằng xa không bao giờ bị chói mắt anh em nhé. Và bây giờ là mình sẽ tắt đi. Đó, thì mình sẽ bật pha của chiếc SH lên. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha của chiếc Honda Vision lên. Wow, hoàn toàn không thấy pha của chiếc SH đâu cả. Hoàn toàn không thấy pha của chiếc SH đâu cả. Và bây giờ là mình vẫn để pha của chiếc SH này. Và mình sẽ bật chế độ cốt của chiếc Honda Vision. Đó, thì anh em thì thấy là cái đường cốt nó lấn át hoàn toàn. Xin phép với anh em là cái đèn cốt của chiếc Honda Vision này mình để như thế này là hơi cao nhé. Nhưng mà anh em có thể biết là cái đường cắt sáng của nó cực kỳ là tốt, cho nên là khi anh em để cao nó cũng không gây chói mắt với người ta. Ở chiếc Honda SH này thì là cái đường cốt của nó cũng như là cái đường pha của nó sẽ không có ánh sáng cắt đẹp, cho nên là mình sẽ phải để nó thấp để nó chúi đèn xuống như thế này thì nó sẽ đỡ gây chói mắt cái người ngược chiều. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần pha của cái bóng SH như đó, nó cao bằng cái chân của cái bóng bên xe Vision. Đó, đây là chế độ cốt. Và bây giờ là mình sẽ bật pha. Đó, hoàn toàn lấn át của chiếc Honda SH. Đó, thì anh em có thể thấy là cái độ sáng của hai cái xe này là như thế nào rồi. Mình đang không nổ máy, nếu như mình nổ máy thì ánh sáng nó sẽ đưa lên cao hơn so với mức hiện tại bây giờ. Là mình đang không nổ máy mà mình bật đèn như này nó sẽ tiêu thụ, nhưng mà nó sẽ gây là ảnh hưởng đến chất lượng của video quay, nó sẽ lọt tiếng ồn vào. Đó, thì anh em có thể phân biệt được ánh sáng của hai bên rồi đó. Đây là ánh sáng quay thực tế anh em nhé, hoàn toàn không cắt ghép, không tăng chỉnh độ sáng gì đâu. Mình đang phải bật đèn flash đây này. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt đèn cả hai bên để anh em thấy thúi tui luôn. Đó, anh em thấy cái gai gai rất là nhiễu không ạ? Bởi vì là do máy quay nó không bắt được nét nên là nó sẽ gai như này. Ánh sáng thực tế anh em nhé. Ok anh em, và bây giờ là mình sẽ quay ra đường chính này. Đó, anh em thì thấy là cái đường ánh sáng của nó cực kỳ là dã man. Và ở phía đằng xa kia nó có một cái nhà văn hóa, thì mình sẽ soi đến tận cái nhà văn hóa đằng xa kia luôn. Đó, thì anh em thấy ánh sáng dã man chưa? Đó. Và khi chúng ta đi vào sóc nó, ánh sáng nó sẽ bập bềnh như thế này này. Đó, rất là đẹp. Thì nhiều anh em có thắc mắc là với cái bóng kiểu như thế này thì có chói mắt người ngược chiều không, thì mình xin thưa là không bao giờ chói mắt người ngược chiều. Bởi vì anh em thấy là cái đường cắt sáng đây thì cái ánh sáng nó sẽ có phía bên trái là nó sẽ thấp và phía bên phải là cao. Phía bên phải là cao là chúng ta sẽ nhìn cái phía mép đường phía bên phải, bởi vì chúng ta sẽ đi theo phía bên phải. Còn phía bên trái này nó sẽ cản ánh sáng lại thấp hơn để cho không chói mắt người ngược chiều.
Và nếu như chúng ta có dơ cao như thế này thì mấy đằng xa kia mới thấy cái nhà văn hóa đằng xa kia nó sáng kìa. Còn như thế này thì không bao giờ chói mắt người ngược chiều. Đó, thì anh em có thể thấy là cái độ sáng của nó như thế nào. Đây là ánh sáng cốt anh em nhé. Mình đang để ở ngoài, mình không có cho vào trong cái chóa đèn. Đó, thì anh em thì thấy là mình để ở ngoài luôn như thế này mà ánh sáng nó đã được như này rồi. Đó, thì anh em thì thấy là cái cường độ ánh sáng nó đưa ra cực kỳ là cao. Nó mới có những cái tia ánh sáng như này đấy. Đó, cái thùng rác kìa. Rõ một một luôn. Cái nhà văn hóa từ chỗ mình quay đến cái nhà văn hóa kia nó rơi vào tầm khoảng 250m gì đó. Thì buổi tối, quay buổi tối này thì cái máy quay của mình nó rất khó lấy nét. Nên là nó sẽ bị ao nét. Đó, chính vì như thế này thì anh em mới biết là mình quay thực tế là nó sẽ như thế nào. Đó, đây mình quay đằng trước máy quay này. Quay đằng trước máy quay thì cái ánh sáng ở trên cái chóa nó phản ngược lại ấy, thì rất là chói mắt, chói máy quay. Nên là mình sẽ đưa ra đằng sau cái máy quay, ánh sáng nó sẽ đẹp cực kỳ luôn. Đó, ok chị ạ. Ở clip sau thì mình sẽ so sánh cái bóng này với lại storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And through the highways, till my shadow turns to sun rays.